là mình không có hoạt động gì được hết, cho nên là cái cường tuyến gần giáp thứ phát á thì nồng độ canxi trong máu thấp, sau đó nó bình thường. Còn cường tuyến gần giáp nguyên phát á là nồng độ canxi trong máu không có hề thấp, cho nên là sau khi do hoạt động của cái tay mắt này thì nồng độ canxi trong máu rất là cao. Thì cái đó là cái điểm để mà mình có phân biệt của cái cường tuyến gần giáp nguyên phát và thứ phát. Thì trên đại thể mấy em sẽ thấy là thường là nó sẽ hủy những cái xương của ngón tay, xương ống của ngón tay á, nó sẽ bị xuất huyết, nó có bị hủy xương ha, bị hủy những cái bè xương sớt ở trong quỷ và để lại cái góc chứa máu ha. Thì ở trên X-quang sẽ thấy những cái hình ảnh là hủy xương và giống như là cái khối u ha, khối u mà khi mổ ra thấy máu không phải là gọi u nâu, mà bản chất thật sự của nó là do hoạt động của hủy cốt bào phá hủy xương, tự mình ăn hết xương của mình luôn nên làm cho xuất huyết. Tại vì tại sao xuất huyết? Tại vì trong những cái bè xương này nó có cái hệ thống mạch máu nè, làm vỡ nó ra thì máu nó tràn ra ngoài, máu nó tràn ra thì đại thực bào nó tới ăn, sau đó tới nguyên bào sợi tới thành lập những cái mô sợi thay thế cho cái mô xương mình chưa biết được học lại, cho nên cuối cùng là hủy xương và phá sợi trong cái tủy xương ha, và xuất hiện những cái nang xuất huyết ở trong này. Em mấy em thấy những cốt bào tới ăn hết xương ha, giảm hết nguyên vỏ này luôn. Cuối cùng á là nó ăn hết xương thì con này chỉ còn toàn là những cốt bào với lại nguyên bào sợi ăn và đồng đầu xuất huyết ra. Ta qua cái bệnh kế là bệnh loãng xương, bệnh này là thường nghe nói ha. Loãng xương á là một cái tình trạng mà mất toàn bộ khối lượng xương của cơ thể ha, và nó sẽ tăng dần theo hàng năm, bắt đầu từ 30 tuổi cho đi nên là cơ thể làm xương sẽ mất dần, bởi vì cái hoạt động tạo xương nó không có cân bằng với hoạt động từ hồi xương nữa. Thì người ta thấy những cái điều kiện nào mà ảnh hưởng tới cái hoạt động mà mất cân bằng này nữa, thì người ta thấy đó là cái bệnh loãng xương này á nó thường xuất hiện là ở thứ nhất là nó tùy thuộc vào chủng tộc, ở người da đen thì ít bị loãng xương lắm, thứ hai là giới tính nam thì ít hơn nữ, thứ ba là do cái hoạt động sinh lý của mỗi người. Ví dụ như người ta thấy là nếu mà cái khối lượng xương mà nó đạt cực đại mà càng lớn á, ví dụ như mình mọc xương tới lớn nhất là tới 25 tuổi đúng không, 25 tuổi đi, thì lúc 25 tuổi thì mình có cái khối lượng xương mình cực đại như là mình phát triển cho nó nhiều nhất á, càng lớn á, xương chân tay to cứng chắc á thì về già mình đỡ bị loãng xương. Còn nếu mà mình tới 25 tuổi á mà mình không có để cho bộ xương mình phát triển hết, xương mình nhỏ xíu mà yếu xìu á, thì lúc về già mình sẽ teo lại từ từ một đi ha, và dễ bị loãng xương. Và tại sao là bởi vì cái hoạt động tạo xương nó tùy thuộc vào cái hoạt động sinh lý của mỗi người, cho nên là đặc biệt là bắt đầu từ còn nhỏ đó, cho vận động nhẹ tới mười mấy tuổi là phải chơi một môn thể thao ha, phải có hoạt động thể lực để chi những chất xương tăng trưởng nhanh. Ví dụ chơi bóng rổ hay bơi lội á là những cái bộ môn mà giúp cho xương nó dài ra ha, và nó phát triển cực đại để chi, để cho mình có bộ xương phát triển tốt nhất, chiều cao tốt nhất. Thứ nhất là duy trì loài giống tốt là một, thứ hai là mình giảm thiểu loãng xương ha. Tại vì người ta thấy nếu mà cái bộ xương mà cái khối lượng xương nó nhỏ, những người nhỏ to thì về già dễ bị loãng xương hơn cái người mà xương to. Tuy nhiên người xương to thì làm sao bị mình không khó không khớp. Nhưng mà thật ra là không phải chơi cô cũng nói khó không khớp là mình quan cái vì sao, nhưng mà khó không khớp cũng có đi kèm với cái hoạt động sinh lý. Mình có vận động tập luyện thường xuyên á thì nó đã quen từ nhỏ rồi, đừng để mà tới 40-50 tuổi nó bắt đầu đi tập thể lực thì lúc đó là khớp hư hết, thấy không? Phải tập là tập từ mười mấy tuổi ha, tập mười mấy tuổi để mà xương khớp nó cứng chắc và nó quen với cái việc hoạt động nặng, và nó tùy thuộc vào hoạt động sinh lý là do nghề nghiệp nữa. Ví dụ như một người là hậu quân bác, vận động viên thể thao hay là học võ ha, thì là xương của họ rất là tốt so với lại những người mà không có vận động gì hết ha. Và xương mình nó có khuynh hướng là cái phần nào hoạt động á thì nó tăng cường vô, nó sẽ cứng chắc, còn cái chỗ nào không xài á thì nó lại
đi. Thành ra người ta thấy cái bệnh loãng xương mà khu trú á, là xảy ra cái người bị bại liệt hoặc là bị gãy xương thì bó bột 5-6 tháng thì nó mở ra, thì mấy em thấy cái chân nó làm sao? Chân là cơ còn teo nữa phải không? Xương thì loãng xương. Rồi mấy em nghe nói cái nhật ký trong tù của bác Hồ nói là ra tù thì đi cái gì ra muối phải không? Để chi là vận động thể lực lại ha, để cho cơ phát triển lại mà xương cũng cứng chắc lên, tại vì ở trong tù nó làm gì nặng hết. Mình thấy tù ở Mỹ thì được tập thể dục nữa quá phải không, còn ở tù Việt Nam thì không biết là cho đi lao động cũng được ha. Thì thành ra các em thấy là phải hoạt động thể lực rất cần thiết cho cái bộ xương của mình. Nếu mình không vận động là mình hại mình á ha, nhiều thứ nó ảnh hưởng lắm, cả tim mạch nè, cả xương khớp nè, máu huyết nữa. Thành ra vận động rất là tốt. Do đó là cô mới nói lại là ngoài ra còn yếu tố môi trường nữa, mình sống cái cuộc sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đầy đủ, không có dùng những chất độc đưa vào cơ thể thì sẽ làm cho cái bộ xương mình nó càng tốt hơn. Ví dụ như mình uống rượu, hút thuốc lá cũng ảnh hưởng tới cái sự tạo xương, ha, thuốc khuya cũng ảnh hưởng tới sự tạo xương. Mấy em có nghĩ là mình già là lúc nào không? Lúc mình ngủ á, mình nằm ngang trên giường mình mất hết trọng lực, kéo mình nữa là mình nằm yên, mình ngủ rồi cái xương nó mọc dài lên. Nó mình ngủ nhiều, ngủ đúng giờ tốt, nó lại nằm xương nó dài ra không. Còn mình ngủ ít quá, không có ngủ đầy đủ thì cái miễn dịch mình kéo cơ thể nó thiếu năng lượng, nó phải đối phó với nhiều thứ đó. Nào là cái loại chất độc lên cơ thể, nào là cái sữa chuyển hóa đột biến gen của mình, làm đủ cái chuyện lung tung đó là do mình gây ra, thì nó đâu có gì giờ nó tu bổ bồi dưỡng cho cơ thể mình phát triển mạnh được. Nếu mình biết yêu quý bản thân mình là mình phải biết giữ sức khỏe cho mình, và sức khỏe của mình nó quan trọng trong cái thời điểm từ 15 đến 25 tuổi. Thời điểm đó là cơ thể nó đang phát triển cực đại á, là mình phải giúp cho nó hoàn thành cái chức năng của nó. Bây giờ trở lại cái bệnh loãng xương á, là một cái bệnh mà xảy ra ở toàn bộ cơ thể, gọi là bệnh mới gọi là bệnh loãng xương nha. Còn nếu mà loãng xương khu trú á, thì là do thiếu vận động hay bại liệt hay gãy chân á, thì nó chỉ bị một cái vị trí thôi rồi mình hết thì nó sẽ hồi phục trở lại, nó không có gây ra cái hệ quả gì hết. Nhưng mà cái bệnh loãng xương mình đang nói này là một cái bệnh mà có người ta chưa có tìm được nguyên nhân, mà người ta nghĩ là do quá trình lão hóa ha, là do ví dụ như cái hoạt động cái gì mà nó tồn tại rồi thì nó sẽ đi xuống, cái hoạt động tạo xương nó tồn tại rồi thì nó sẽ giảm, nó không có làm nữa. Là nhất đặc biệt là phụ nữ mà mãn kinh á, thì người ta thấy là sau khi mãn kinh estrogen tiết ra ít á thì cái hoạt động tạo xương nó giảm đi ha. Rồi hoặc là những cái bệnh về nội tiết ha, những cái bệnh nội tiết hoặc là dùng corticoid hoặc là bị ung thư máu, những cái bệnh đó nó sẽ làm cái hoạt động nội xương nó gia tăng lên ha, và cái tạo xương nó kém đi, và những cái người bị bệnh đó là dễ bị loãng xương hơn những người khác. Phụ nữ mà mãn kinh á, và người già thì người ta thấy là cái mức độ loãng xương nó sẽ nhiều hơn người khác. Một năm nó sẽ bình thường mỗi người sau 30 tuổi là cái bộ xương nó mất hết 0.7% năm, nhưng mà phụ nữ mãn kinh là mất 2% ở vùng vỏ xương đó, còn 9% là vùng xương xớp. Và vị trí mà bị hay bị loãng xương á, là người ta thấy là những cái vùng xương xớp là bị thành ra nó cũng xảy ra cái gãy xương, cái vùng loãng xương như là ở xương đốt sống hay là ở xương đùi, gọi là cổ xương đùi ha, ở đầu dưới xương quay. Là mấy em thấy là ở những người già đó mà mấy em cho họ đi không cẩn thận mà dở đi sân ra mà té đặt mông xuống đất là gãy cổ xương đùi, hoặc là đi mà chống tay té cái chống tay đó là gãy cổ xương quay ha. Hoặc là người già mấy em sẽ thấy là người ông bà mình hay than là đau cuộc sống, mà đau cổ đau lưng ha. Là tại sao? Là tại vì những cái bè xương xốp á nó mất xương. Cái hình này cho mấy em thấy là xương xốp bình thường có mật độ cái các bè xương nó dày đặc như vậy ha. Còn trong cái bệnh loãng xương á, thì các bè xương nó thưa đi, nó sẽ là một cái lỗ trống rất là nhiều. Và dưới tác dụng của trọng lực á, thì mấy em thấy là cái cột sống mình sẽ bị
bị xẹp xuống, cho nên mấy em thấy người già đó lùn đi so với lại lúc còn trẻ. Cũng tin bây giờ mấy em về mấy em đo cái ba mấy em trước đi, rồi chừng 10 năm sau đo lại coi coi mình cao hơn em ba mình cao hơn. Dĩ nhiên chắc mình cao hơn rồi không, nhưng mà thật ra là ba mình có lùn đi chứ mình cũng không cao hơn nữa, thật ra mình sẽ lùn đi. Vì cái bộ xương á, là cái xương xớp cái bộ sống nó bị xẹp xuống nên mình sẽ lùn đi. Thì đây là hình ảnh của cái mình loãng xương ở trong tủy á, các em sẽ thấy là các bè xương nó rất là thưa thớt, do đó dưới tác dụng của trọng lực hoặc chịu một cái sức nặng gì mạnh quá mà các em thấy là xương của mình nó không đủ để mà nó chịu được nên nó sẽ bị xẹp xuống. Cái hình này cho các em thấy là cái đốt sống này là có bị loãng xương là một lỗ rất là lớn nè ha, nhưng mà ở đây nó cũng chưa đến nỗi nào, cái chỗ này nó bị lún là nè, gãy lún nè. Xương đốt sống bị xương nó bị loãng quá, thành ra dưới tác dụng của trọng lực á, mình là thích khuôn phát hay thích độ đi lên đầu á, hay là vận động mạnh nhảy xuống mạnh quá chấn động cột sống, mấy em không biết là xương nó đang xớp quá, nó đang loãng quá là nó sẽ bị lún, gãy lún lên và sẽ thấy đau chói cột sống. Thì nếu mà mấy em thấy là mình mà lún đều á thì nó đau đều, còn nếu mà nó gãy lún một bên á thì cột sống nó bị vẹo qua một bên. Hoặc là mấy em thấy những người họ bưng bưng gánh tắt bưng đó, gánh một bên á thì mấy em thấy về nhà họ đi cũng một bên xương cột sống họ nghiêng một bên, hoặc là mấy em thấy người già tại sao bị gù, còn trẻ đâu có gù, tự nhiên người già cứ đi lên con vậy thì cột sống nó bị lún một hướng nào á thì mình sẽ nghiêng về hướng đó và sẽ có cảm giác rất là đau, mà đau mơ hồ là gì, nó là gãy xương mà gãy xương một cách vi thể, nó lún nhẹ mà nó mất thì thôi chứ nó không có lún mà nó gãy, mà nó gãy đôi ra mà nó nứt ra mà nó xẹp xuống hoặc là nó nứt vỡ một cách tế vậy mà nó đau một cách mơ hồ, chừng nào mà nó gãy mà thật sự đó, thì lúc đó là có triệu chứng phải đi bệnh viện thôi, chứ còn thường là hỏi cái đau đâu thì chỉ rất mơ hồ không biết đau chỗ nào đó. Rồi dưới ánh sáng phân cực các em thấy các bè xương ở đây nó rất là thưa ha. Còn cái hình này thì cho các em thấy là đây là cái đĩa sụn trên và giữa ha, rồi làm gì đĩa đệm chứ, đĩa đệm ở đây là sợi collagen, các em thấy là do cái xương bị loãng quá mất xương thì cái sợi collagen từ ngoài nó sẽ chui vô nó mọc vô trong vậy, nó gọi là nó hỗ trợ đó, nó lấn vô trong luôn. Hoặc là thậm chí là những cái đĩa đệm này do loãng xương mà đè xuống á nó bị chật ra ngoài ha, thì nó chèn ép vào dây thần kinh nó gây ra gọi là mấy cái triệu chứng đau như tọa. Thì mình loãng xương á không có cách gì chữa hết, mặc dù nói là mỗi ngày uống 2 ly sữa sẽ phòng được loãng xương nhưng mà có phòng được không? Không được ha, mình chỉ hỗ trợ là uống sữa có thêm canxi để mà trường hợp mình xương nó tạo ra nó có canxi thôi quá nó làm cho xương cứng chắc hơn, nhưng mà cái quá trình đó nó không có gọi là liên tục suốt đời, là gì tạo tế bào không có tạo ra chất giảm xương, bây giờ uống đầy canxi vô nó cũng không tạo xương được nữa ha. Thành ra các em thấy nếu như vậy là người ta sẽ trường sinh bất lão luôn, không có già không có chết ha. Thành ra là bị loãng xương là không thể cứu vãn được, mình chỉ phòng bệnh hơn chữa bệnh bằng cách là từ lúc còn trẻ mấy em phải ăn uống tập luyện giữ sức khỏe điều độ để cho bộ xương phát triển cực đại, để tới 25 tuổi khi nó phát triển cực đại nó càng to thì nó sẽ càng không bị loãng xương lúc về già ha. Chứ còn nếu mình không chịu phòng bệnh á thì mình không có cách gì chữa được, thì bệnh này nó thuộc về mình lão quá rồi ha, mình không thể phòng được cái bệnh loãng xương. Mà loãng xương á đó là cái bệnh mà về xã hội, cái vấn đề về kinh tế xã hội, thành ra tại sao mình phải học để mình tuyên truyền trong dân chúng phải biết để cho cái dân số của mình là dân số mạnh khỏe về già không có bị bệnh loãng xương, không bị gãy xương. Gãy xương ở người già sẽ khó là lành lắm, và cái biến chứng của người già bị gãy xương mà nằm một chỗ nó sẽ sinh ra nhiều thứ bệnh lắm, ví dụ như là gì mấy em viêm phổi nè, nhiễm trùng tiểu nè, thuyên tắc tĩnh mạch nè, ha, đủ thứ chuyện hết ha, và phải chết vì cái bệnh khác chứ không phải chết vì gãy xương ha, nó chết vì những cái biến chứng do nằm lâu không đi lại được sẽ sinh ra những cái bệnh khác. Và thể một người già bị bệnh
có một người nuôi, người già không làm ra tiền mà phải mất hết một người trẻ để mà chăm sóc và nuôi nấng, thành ra là làm cho cái nền kinh tế xã hội của nước đó càng đi xuống. Thành ra cái vấn đề đó là gọi là vấn đề của xã hội, cho nên mình phải học và mình phải làm cho cái dân số của mình mạnh khỏe, toàn là những người có sức khỏe mà về già cũng có gây một cái gánh nặng cho xã hội, gánh nặng cho gia đình thì là đầu tiên, mà gánh nặng gia đình cũng gánh nặng của xã hội. Chúng ta qua cái phần tiếp theo là gãy xương, chúng ta học qua cơ chế gãy xương. Thì gãy xương á, thì mấy em đi lâm sàng, mấy em sẽ được học và phân loại gãy xương từng theo cái gãy cầm tươi, gãy lún, gãy di lợi, gãy nhiều mảnh vân vân, gãy mở, gãy kính. Bây giờ cô chỉ nói về giải phẫu bệnh của cái gãy xương thôi. Thì sau khi gãy xương á, là cái đoạn xương gãy nó một cái thì máu từ trong những cái hệ thống amen trong tủy á, nó sẽ tràn ra, nó gây ra một khối máu tụ. Khối máu tụ bản chất tên gì em nhớ không? Khối máu tụ là một cục máu đông á, nên có cái mạng lưới fibrin nó bắt lấy tất cả tế bào máu cùng với tiểu cầu để nó làm đông máu lại á. Thì chính cái mạng lưới fibrin của khối máu tụ nó sẽ làm giá đỡ cho bạch cầu, nguyên bào sợi và mạch máu tân sinh tiến vào theo cái giá đỡ đó, theo cái màng đó tiến vô và nó tái tạo thành một cái mô hạt nguyên bên đây. Có nghĩa là nguyên bào sợi thì sinh ra sợi collagen ha, hay là một cái tế bào trung mô non thì tạo ra một mạch máu tân sinh ha, nghĩa là mạch máu ở ngoài vi á nó phân nhánh, nó phát triển, nó bò vô, nó tạo ra mạch máu tân sinh nè, mô sợi nè, rồi mạch cầu thì nó dọn dẹp ha, dọn dẹp những cái gì không cần thiết ở đây, vi khuẩn hay là này kia đó. Thì cuối cùng là hết tuần thứ nhất, cái khối máu tụ này sẽ trở thành mô hạch viêm. Mô hạch viêm đó là gồm có mạch máu tân sinh đó và mô sợi collagen đó, nó hàn gắn tổn thương, nó kết hai cái đầu, nó giữ cái hai đầu xương gãy này nằm trong cái khối này. Thì cái này tên gọi là can sợi. Cuối cùng thứ nhất thì ngay cái chỗ gãy xương nó hình thành can sợi. Can sợi bản chất nó là gì cô mới nói đó, bản chất nó là mô hạch viêm ha. Mô hạch viêm là gồm có mạch máu tân sinh và viêm và sợi collagen á. Thì mấy em sẽ thấy là can sợi này hết tuần thứ nhất hình thành ra, nhưng mà can sợi này nó không có chắc, cho nên là sau đó vào tuần thứ hai đến tuần thứ ba thì bắt đầu thành lập can xương. Can xương được thành lập bằng cách nào? Thì đầu tiên á là mấy em sẽ thấy các tạo tế bào nằm ở màng ngoài xương và màng trong của cái xương gãy, gần cái đoạn này nè, gần cái đoạn gãy á, tạo tế bào nằm ở trong màng xương, màng trong và màng ngoài á, nó sẽ tạo ra những bè xương phản ứng nằm vuông góc với lại cái ổ gãy, đây gọi là vuông góc đó nè, nó nằm xéo vậy kêu là vuông góc, nó sẽ tạo ra những cái bè xương phản ứng nằm vuông góc với lại cái trục xương gãy. Mục đích của nó là để tăng cường và nó mọc dài dài ra đến tới để mà nó giống như bắt cái cầu đi tới cái chỗ gãy đó. Trong khi đó cái quan trọng nhất là những tế bào trung mô, cái phần mềm ngay cái chỗ gãy á, những cái mô mềm này nè, nó có những tế bào trung mô còn non, nó sẽ bị hóa thành nguyên bào sụn. Nguyên bào sụn này sẽ tạo ra những cái phiến sụn làm giá đỡ cho các tạo cốt bào nó bò lên theo cái, tại vì cái chỗ này gãy không có tạo cốt bào từ màng ngoài màng trong xương này nó bò theo lên trên tới đây, nó sẽ bám lên trên cái miếng sụn này nè và nó tạo ra những cái phiến xương mới, thì nó là cái sự tạo xương nội sụn đó mấy em. Trong thời kỳ phôi thai là xương ống tạo bằng cách là tắt lên cái giá mở bằng sụn đây, thì bây giờ tạo cốt bào đây cũng bò lên và nó đắp những cái phiến xương lên trên cái giá đỡ bằng sụn này, và cuối cùng là mấy em sẽ thấy là cái miếng sụn này sẽ trở thành miếng xương ha, để nối liền cái ổ gãy lại. Và trong khi đó thì từ từ những cái bè xương phản ứng này nó cũng sẽ được gọt giũa đi và nó tạo ra những cái phiến xương dài song song để nối liền chỗ gãy ha. Và sau 4 tuần thì mấy em thậm chí là chụp X quang lại, mấy em không thấy cái ổ gãy đâu nữa hết ha, là cái xương gãy này. Sau đó 2-3 tuần gì đó tạo ra can xương. Can xương có mật độ giống như xương ha. Và mấy em thấy can xương á, nó hình thành thì nó rất là nhăn nhở, nó rất là to, nó thô,
vì tạo cốt bàn chỉ biết đắp thôi, đắp càng nhiều càng tốt cho nó chắc hơn, nhưng mà muốn gọt đẻo lại cho nó đẹp và nó thực hiện được đúng chức năng của cái hoạt động của xương á, thì sau đó phải nhờ cái cốt bào nó phải bào nó gọt giũa lại để trở thành cái xương hoàn toàn bình thường. Mà sau 4 tuần mấy em chụp lại là thấy xương hoàn toàn như bình thường ha. Thành ra mấy em thấy thường là người trẻ là có bột bao lâu thì được gỡ bột ra, ba đến 4 tuần ha, người ta chụp phim kiểm tra lại thấy xương nó hình thành rồi thì gỡ bột ra ha. Còn cái thế thành ra mấy em nhớ là cuối tuần thứ nhất là căng sợi, mà cuối tuần thứ ba là mới có căng xương, thì bắt đầu khi có căng xương thì mới gỡ bột được ha. Nhưng mà ai mà kỹ, người nào thấy nó yếu đuối quá không dám mở bột sớm thì là để lâu thêm một chút nữa, một vài ngày nó cũng được. Tháo bột ra, tháo bột ra là có phải đi đứng chạy nhảy được bình thường chưa, phải tập ha, tập cho cái xương nó cứng chắc trở lại, thì nó bất động mấy tuần là nó loãng xương rồi ha. Phải tập lại, phải tập đi đứng lại rồi nương theo cái từ từ cơ thể nó mới bù đắp cái xương theo cái đúng cái tư thế mình đi. Thành ra mấy em thấy bác sĩ kêu là tập đi đứng bình thường, đừng có sợ đau rồi cái tiểu cái gì ngoài thì cái chân nó cũng không bao giờ chắc được, mình cứ tập đi từ từ từng chút một, hôm nay một chút ngày mai nặng hơn một chút ngày mốt, thì giống như là cố gắng đưa nó trở về bình thường càng sớm càng tốt. Chứ còn mình cứ sợ nó đau, mình không chịu đi đứng bình thường thì cái xương nó không có trở về bình thường được. Rồi chúng ta qua cái tiếp theo là kim xương tụy xương. Thì cái bệnh kim xương tụy xương này nó thường xảy ra ở cái người có miễn dịch bị suy giảm, thì thường gặp ở trẻ em ha, hoặc là người già. Thì mấy em sẽ thấy là tại sao bị kim xương tụy xương. Thì cái kim xương tụy xương á là thường người ta thấy là đa số đi theo đường máu đi tới xương, trừ trường hợp gãy xương hở thì vi khuẩn đi thẳng từ bên ngoài vào cái ổ gãy không nói. Chứ còn viêm xương tủy xương đa số là do nhiễm trùng huyết ha, mà vi khuẩn nó sẽ đi từ một cái nơi rất xa, ví dụ mình đi nhổ răng rồi mình nhiễm trùng răng gì đó, cái vi khuẩn theo đường máu đi tới xương gây ra một cái ổ viêm xương gì đó ha. Nhiều khi là ở rất là xa nhưng cũng khi ở gần ha, ví dụ có một cái vết thương phần mềm ở gần cái chỗ đó nó cũng đi vô được. Nhưng mà phải là trên cái cơ địa suy giảm miễn dịch, chứ còn như người bình thường mình đâu có phải ai cũng bị vi xương tụy xương. Thường là phải có cái cơ địa nó cũng dễ bị nhiễm trùng hoặc là cơ thể suy giảm miễn dịch, cho nên là thường người già trẻ em thì vi khuẩn nó đi theo đường máu tới, nó sẽ thường xuất hiện ngay cái vị trí là hàm xương hay là đầu thân xương đó. Tại sao vị trí này hay bị nhiễm trùng? Cô Quỳnh nói là vi khuẩn đến thường là Staphylococcus aureus nha, đa số là con đó. Thì tại vì cái vị trí này á, là cái nơi mà các mạch máu nó quay đầu lại, mà mấy em biết cái nơi mà mạch máu nó đi cong á thì tốc độ của nó giảm, thấy không? Tốc độ dòng máu nó giảm xuống, mấy em đi cái đường cua là mấy em có thắng lại thì nó cua không? Thành ra là ở những cái vị trí mà cua hay là vòng lại á, tốc độ dòng máu chảy chậm, cho nên vi khuẩn sẽ tấp vào đây và xương sôi nảy nở lên. Mấy em biết là để muốn nó tấp lại á, nó phải tốc độ phải chậm, thứ hai nó phải phóng thích ra những cái chất gây dính nó bám vào trong thành được, chứ còn không nó không có vận lại được, máu sẽ đưa nó đi hoài rồi. Thì ở đây nó sẽ phát triển ra một cái ổ viêm cấp. Mấy em học viêm cấp rồi, viêm cấp là sẽ có sự xuất tiết ha, thanh dịch rồi xuất huyết rồi tới phim ri rồi tới cuối cùng là mủ ha. Thì cái hậu quả cuối cùng của cái ổ viêm cấp á là sẽ hóa mủ. Hóa mủ thì cái ổ mủ này và cùng với vi khuẩn á và tế bào viêm nó sẽ lan rộng ra, nó lan ra thành một ổ mủ nằm trong tủy xương. Thì nó sẽ đi theo, nó phát triển theo mọi hướng, nó sẽ phá hủy cái màng ngoài xương ha, và nó lan ra phần mềm bên ngoài, chảy nó dò thành phần mũ ra ngoài. Bởi vì trong cơ thể mình nó có cái đặc điểm á là khi có một ổ mũ là nó sẽ, nó không có mắt nhưng mà nó sẽ tìm đường nào ngắn nhất đi ra cái lỗ thoát tự nhiên, nó sẽ biết đường thì nó đi ra cái phần cái đường tự nhiên nào gần nhất. Ví dụ như lao phổi á mấy em, hay là viêm phổi á mấy em sẽ thấy là nó sẽ tìm cách nó dò ra cái quản để nó ho ra, hoặc là mũ trong người mình
là từ từ nó sẽ chui ra ngoài da, nó xì ra ngoài, nó tìm cách le lỏi đi một hồi nó cũng đi ra. Thì mũ ở đây mấy em sẽ thấy là cái bản viêm này sẽ lan rộng ra, nó phá hủy cái xương ha, phá hủy xương rồi nó đi ra bên ngoài. Hoặc là nó, người ta sợ nhất là nó lan lên trên mặt khớp và nó phá hủy sụn khớp. Thì phá hủy sụn khớp là không có tái tạo lại được và hư cái khớp này là bất động, là không có đi được luôn. Hoặc là nó sẽ phá, nó đi theo sụn tiếp hợp, nó lan ra đầu xương. Thì cái mũ này đó, cái mũ này là mấy em sẽ thấy là nó đầu tiên khi nó phá vỡ cái màng ngoài xương nó đi ra ngoài này đó, thì nó nằm chen giữa cái màng ngoài xương với cái xương vỏ xương với cái màng ngoài xương, thì nó sẽ ngăn cản cái mạch máu vôi xương ha, nó chen lên nó ngăn cản máu vôi ở trong cái phiến xương bên trong, nó làm cho những cái bè xương là chết ha, và làm những cái bè xương bên trong là bị chết, thì nó gây ra những cái mảnh xương tồn, là những cái mảnh xương mà chết nằm trong ổ hũ đó, khi nó dòn ra ngoài da thì những cái mảnh xương được nó trôi theo ra ngoài da ha, và người ta sẽ thấy từ trong cái này nó rớt ra từng miếng xương. Rồi ở trong này á, thì các tạo cốt vào ở màng ngoài, nhưng mà trong xương nó tạo ra những cái bè xương phản ứng để nó bao vây, nó khu trú cái ổ viêm lại ha, cho nên nó sẽ hình thành ra những cái bè xương phản ứng. Và vì mấy em thấy là mũ này là cái phản ứng viêm cấp này nó phá hủy xương ha, đồng thời nó tạo ra những cái bè xương phản ứng ở ngay toàn xung quanh cái ổ viêm này, đồng thời tạo ra những bè xương phản ứng dưới màng xương. Thì đó, cái hình ảnh này nó giống y như là sạc cơ xương trên X-quang rồi đó. Trên X-quang mấy em lát sẽ coi cái khối u xương á, cũng hợp hủy xương, cũng tạo xương, cũng có những bè xương phản ứng dưới màng ngoài xương, làm cho trên X-quang sẽ thấy có hình ảnh tia lóe mặt trời, chỗ này nó le lên là tia lóe mặt trời. Cho nên cái phim X-quang của cái phim xương tủy xương và sạc cơ xương á là không thể phân biệt được, do trên X-quang không biết cái này là sạc cơ xương hay là phim xương tủy xương. Cho nên trong trường hợp đó là người ta sẽ phải sinh thiết xương ra để coi cái này là bị viêm xương tủy xương hay là sạc cơ xương ha. Đó, thì mấy em sẽ thấy là đây là những bè xương phản ứng dưới màng ngoài xương, này là xương phản ứng tạo ra khu trú cái ổ viêm lại, đồng thời có những cái mảnh xương chết, một mảnh xương tồn nằm trong cái ổ hũ. Thì cái hình này là cho mấy em thấy cái xương của một người lính ở Thế chiến thứ hai ha, họ bị viêm xương tủy xương trong chiến tranh đó, thì mấy em sẽ thấy là cái ổ hũ này nè, nó phải phá hủy xương và nó tạo ra những cái xương phản ứng làm dày cái vỏ xương đặt lên, nó rất là thô vì là mãn tính rồi, nó dày lên và nó không có được sửa chữa. Và ổ hũ này là các em biết là trong cái giai đoạn viêm tủy xương cấp, mà nếu mà mình phát hiện sớm, mình dùng kháng sinh chống viêm á thì dập tắt được cái không có lan ra, nó làm cho không trở thành viêm tủy xương mãn tính á, thì dập tắt được. Tuy nhiên cái ổ hũ nằm sâu trong này nó có thể tồn tại 20 năm sau, vi khuẩn vẫn nằm trong đó. 20 năm sau khi cơ thể mình suy giảm miễn dịch trở lại đó, thì nó sẽ bùng lên thành là viêm xương tủy xương, nó hay tái phát là như vậy, bởi vì mình chỉ xài kháng sinh kháng viêm thôi. Cho nên trong trường hợp mà chụp X quang lên thấy đã phá hủy xương, có mủ hoặc có giò ra ngoài da, người ta bắt buộc phải phẫu thuật để nạo vét cái ổ viêm, nạo vét cái ổ mủ, lấy lớp mủ ra nạo vét ổ viêm, thậm chí là phải ghép xương lại vì nó mất xương nhiều quá, sợ đi đứng sẽ bị gãy, thì phải ghép xương lại nữa ha, thì mới mong là lấy được toàn bộ cái vi khuẩn ra, còn không á là nó sẽ nằm trong đó nhiều năm và nó sẽ tái đi tái lại nhiều lần ha. Thành ra điều trị cái này rất là phức tạp mà dùng cái kháng sinh rất là mạnh luôn. Đây thì cái xương hồi nãy á là nó đang viêm cấp, còn bây giờ là cái người này á là khi họ chết rồi người ta đào thấy cái xương của có nhiều người lính trên mặt trận á, là mấy em thấy xương là xương gì? Xương này xương gì? Cô lâu quá học quên rồi, còn mấy em phải nhớ chứ. Xương trụ, xương quay, thấy không? Mấy em thấy xương quay này nó có mấy cái lỗ lủng nè, mấy cái lỗ lủng luôn. Và xương á, mấy em thấy do viêm á, nó tái tạo lại nên xương rất là thô, rất là xấu. Và vì nó viêm tái đi tái lại cho nên bị cốt
trường hợp mà nó làm rồi thì cũng cần phải sửa chữa rồi, còn bây giờ là nó đang viêm nhiễm và cơ thể là cái này đau cho nên không có sử dụng tới cái phần chi này, cho nên là nó sẽ mọc rất là thô và tự phát, tùy theo cái ổ viêm nó lan tới đâu nó mọc bự ở cái đó thôi mà nó không được sửa chữa, cho nên em thấy cái xương này nó rất là xấu ha. Trong viêm xương tủy xương mãn tính nó để lại di chứng là rất là biến dạng, là những cái mô xương rất là xấu. Đây là cái lỗ giò của viêm xương, đây là ngón chân nè, lỗ giò của viêm xương nó chảy mủ từ trong xương ra và rớt từ miếng xương ra. Thì ngay cái vị trí của một cái viêm mãn tính kéo dài nhiều năm như vậy á thì nó xuất hiện một cái cạp xương tế bào gai hay da trên cái nền viêm xương tủy xương. Do đó một cái gì mà cái bệnh lý gì mà viêm nhiễm mãn tính kéo dài nhiều năm là đều có thể dẫn tới rối loạn tăng sản tế bào đó, và rối loạn tăng sản là nghịch sản, không nghịch sản sẽ dẫn tới đột biến dẫn tới ung thư. Thành ra ung thư là chuyện tất nhiên của một cái quá trình viêm nhiễm mãn tính mà không được sửa chữa hết. Chúng ta qua cái bệnh kế tiếp là viêm lao tủy xương. Thì cái viêm lao này nó thường xuất hiện ở trẻ em hoặc là người suy giảm miễn dịch, đặc biệt là người bệnh SIDA ha, người bệnh AIDS á, thì là nhiễm trùng cơ hội, những người đó họ bị suy giảm miễn dịch cho nên họ bị dễ bị nhiễm thuốc lao. Mà mình đang học về xương á thì cho nên là nhiễm bị viêm lao ở cuộc sống ha, thì thường gặp ở trẻ em, có thể có viêm phổi trước hoặc là cái viêm nguyên phát nào đó nó đi theo đường máu tới cuộc sống. Thì tới cuộc sống nó gây ra cái triệu chứng viêm á, thì nó sẽ phá hủy cái vùng đó ha. Các em sẽ thấy là khi nó viêm đốt sống thì nó ăn mòn hết đốt sống này, nó thấy bằng vô sợi luôn, cái này nó đã làm rồi đó. Thì ở cuộc sống thì mấy em biết là nếu mà nó phá hủy cái mô đây, nó làm thoát vị dây đệm, nó có thể là chèn ép các dây thần kinh ra, gây ra yếu liệt chi hoặc không đi được luôn ha. Hoặc là nó sẽ dò ra cái cơ thắt lưng ở phía trước và nó dò ra một bẹn đứa bé, là dò cái chất ngoại tử bắt đầu ra cái một bẹn, thì thấy có cái dò này á là biết ngay bị lao cuộc sống rồi. Thì cái viêm lao ở cuộc sống cũng giống như lao ở toàn bộ cơ thể, cái tổn thương viêm lao là gì nè, là nang lao. Nang lao là gì, là cách tập hợp các ổ các tế bào dạng biểu mô hợp thành đám mà có trung tâm là từ ba đầu có đại bào lan gan ha. Thì cái lao ở đâu cũng đi như vậy thôi, cũng là tổn thương cơ bản là những nang lao, và em thấy là nó sẽ phá hủy những cái xương đốt sống này ha, và nó sẽ vôi hóa hoặc là nó dò mũ dò cái mạch của ba đầu ra ngoài nha. Thì điều trị của cái lao